Chào mọi người nha. Sáng nay đi đổ thì được con cua này nữa nè. Cua này chơi chắc cũng muốn gạch nữa hay sao á, cứ ngắt à. Dí được nhiêu đôi tôm, nhiều hơn hôm qua. Để coi 1, 2, 3, 4 8, 9 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hai mấy con, nói chung là nhiều hơn hôm qua được cái mấy con á. Tôi thường thấy là đâu có dấu hiệu đóng phèn hay đóng gì đâu, mình mẩy vỏ nó bóng lưỡng à. Tôm này nó cũng đâu có ốm lắm đâu, mình chỉ có mấy con còn mập nữa, như con này là nhìn thấy nó mập nè. Hôm nay thì mình không có bán nữa, ít ít thì nằm biến đi bán á, không nhiều tiền nha. Thì mình đổ nước vô đây là để cho nó sống á, rồi trong chút vô mình bỏ vô trong cái lồng lưới mình rộng rộng ngày ngày mai mới bán. Bữa nay là lại thêm một ngày nữa là đi đổ là không có một con cua nhỏ luôn. Hồi sáng có một con, có một con mà nó vô chung cái lú với con bự này nè, rồi mình đổ lên là còn cái mai không à, mà cái mai là còn được phân nửa cái mai ấy nha, chứ không phải là còn được nguyên cái mai nữa. Để coi bắt dài dài tới tới con nước luôn, tới tới gầm, ủa tới cuối tháng tới 30 luôn, thử coi ngày nào là nó chạy nhiều. Này đang xả nước ra nữa nè. Cái ô bên đây thì nhỏ cho nên xài ống bọng nhỏ à, xài ống 140 à. Đó, 140 đang chạy đó. Cái ông hôm bữa trước mình nói, ngày hôm qua mình nói đang đang bơm ra là bơm ra tới đâu xế xế gì đó là khô rồi. Rồi xong rồi để tới nay luôn chưa lấy nước vô nữa. Rồi, chắc đó là chắc tôm nó chết hồi đời nào rồi không hay hay sao. Rồi tới giờ không có con tôm nào cho người xã bỏ luôn á. Sáng có hỏi mà hỏi ổng, ổng nói thay nước gì mà hầu đêm hôm không xả nước vô. Nếu mà thay nước mà đang có tôm cua tốt quá thì đúng ra là khuya này là phải lấy nước vô rồi, tại vì hầu khuya là nước lớn á, nước lớn đến sáng á là ta tranh thủ ta lấy, thì chỉ có thể lấy được giờ đó thôi. À, nước nó cao mà nước nó đẹp nữa. Quá trời, cái khúc này chưa có phát. Giờ hổm giờ đang phát từ ở trong nhà đi ra đây nè, phát từ trong nhà đi ra trước. Hôm nay gán dọn xong cái đường này. Còn ông kia tới nay tới giờ này ông chưa lấy nước vô cũng để đó. Kế bên mình nè, hồi sáng thấy chạy xe lên sớm lắm, 5 giờ mấy lên này, rồi đi đổ vòng vòng mà không thấy gì chứ. Ổng giờ là thấy cũng đặt lú cũng đổ đó, mà sáng đi sớm lắm, thường là 5 mấy 6 giờ là ổng lên ổng đổ rồi, mà cũng đổ không đi về không thấy tôm, không thấy sách gì vậy á.
thì để lắc chiều chiều đi. Chiều chiều mình tiền điện tháng này của mình á là ngày đầu kỳ á là ngày 6 tháng 6. Ngày cuối kỳ là ngày 5 tháng 7. Đó là nó tính tiền từ ngày 6 tháng 6 tới ngày 5 tháng 7. Là trong cái khoảng thời gian đó đó là mình người mới nhớ bà hổm á là mình xả nước trong đây ra không? Mình xả nước mà mình đặt bơm đây mình bơm nữa nha. Đó, mình bơm 30 ngày nè. Rồi tử mương này á tầng ở ngoài đầu ống bọng ra bơm ra xong á là mình đặt một cái bơm để mình bơm ra xong cái nữa chứ không phải là mình cho nó chảy, mình không có mở cái ống bọng ra. Không có mở cái ống bọng ra để cho nó chảy tự do mà mình đặt cái bơm từ bên ô nhỏ này nè. Mình bơm vô đường mương rồi từ đường mương mình lại bơm tiếp ra ngoài kia cái nữa là tính ra là chỉ có một lượng nước ở trong đây thôi nhưng mà mình sử dụng tới hai cái bơm để mình đẩy ra xong ngoài xong. Rồi mình xài đồ điện ở nhà tùm lum tà lá chứ mà tháng vừa rồi là mà quên nữa. Rồi còn cái bơm mà lúc mà mình mọi người nhớ ha, mình đẩy cầu xong hết rồi đúng không? Rồi lúc xả vô là mình đặt một cái bơm từ đường mương này nè. Mình bơm ngược qua cái nước dơ, nước cù cặn qua bên đây đúng không? Là mình bơm một ngày. Đó, rồi xong qua ngày sau mình mới bắt đầu mình đặt lại cái bơm khác, mình bơm từ đường mương này qua bên ô lớn. Đó thì cái bơm qua bên ô lớn đó là mình chạy 2 ngày, gần 2 ngày, chưa được 2 ngày. Đó, mà rồi sao đâu điển nhà em tôm lá chân mà tháng vừa rồi có 320.000 tiền điện, 319.000 mấy trăm đồng, chưa được 320.000. Đợi bơm, đã đợi bơm gì luôn mà có nhiêu đó. Để chiều mình rảnh mình thống kê lại ba cái đồ điện này kia đâu ha. Rồi nói coi cho kỹ lại rồi nói cho nó rõ ràng ha. Tháng trước thì hình như nhiều hơn á, không nhớ nhiêu nữa, mà tháng trước là đâu loanh quanh 400 mấy 500 ngàn à, tháng này có 320 ngàn, mà tháng này mình ở đây nhiều lắm nha. Có tháng trước á, tháng trước là cái lúc mà mình cái đợt đó mình thay nước, ngay cái đợt mình thay nước nhiều quá, mình thay mọi người có nhớ cái video mà từ 2,5 tấc mà bơm lên 6,5 tấc không? Đó là cái tháng đó hình như là 400 mấy 500 gì đó. Ở tháng nó bơm quá rồi bơm mà. Bơm cái lượng muốn gấp đôi cái tháng này luôn mà. Tại vì tháng này được rồi mình bơm có ô lớn là mình bơm có 2 tấc nước à. Còn tháng trước là mình bơm ô lớn mình bơm tới 4 tấc, hơn 4 tấc lận. Rồi vậy đi nói sơ sơ vậy thôi rồi đi. Để chiều á. Mình coi kiểm tra lại kỹ lại rồi chiều mình làm cái vô mình nói tới cái vụ tiết kiệm điện đó. Tiết kiệm quá trời tiết kiệm luôn. Mà thôi vậy được đi, cứ mồi hồi nói nữa thôi. Mình chào mọi người nha.